ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Ninh tăng nhanh. Trong ngày 16 tháng 8, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 12 ca COVID-19 mới, đều liên quan đến chủng ca mắc tại Việt Tên Post ở huyện Lương Tài. Đây đều là các ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ngày 16 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 11 ca ở huyện Lương Tài và 1 ca ở thành phố Bắc Ninh các ca bệnh đều liên quan đến chủng ca mắc tại Việt Ten Post ở Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh đánh giá các ca mắc mới có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cùng ngày. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 để thực hiện giám sát, quản lý người đến về từ vùng dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. CDC Bắc Ninh đề nghị tất cả những người đã từng đi đến ở trở về từ các địa chỉ dưới đây cần liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ cửa hàng Vàng Bạc Minh Sao, Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, từ ngày 10 đến 15-8, cửa hàng Đại Lý Sữa Thiên Đường Cho Bé, số 42 Lý Thái Tổ, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, từ ngày 10 đến 15-8, phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ 2, ngã Tư Đông Côi, Thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 50 phút ngày 13 tháng 8, trước đó, ngày 14 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài với khoảng 107.000 dân kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 8. Sau khi ghi nhận chúng 9 ca bệnh là nhân viên công ty Vietend Post tại huyện Lương Tài, sau 3 ngày, tổng số ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Vietend Post ở Lương Tài là 33 trường hợp. Qua giả soát, hiện có 423 ca F1 và 1.724 ca F2. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.